đó. Cái màu nó xám xịt hả cả nhà, rất là chắc chắn đó. Thì xe này đúng là xe 50 luôn nha. À, cả nhà thấy cái tay ga, cái tay ga của chiếc xe 50 nó rất là ngắn cả nhà. Mình mới dặn chút xíu là hết rồi ha. Đó. Thì Đài Loan họ sản xuất xe thì 50 là đúng 50 luôn đó. Cả nhà thấy tay ga rất là ngắn, ngắn ngủn à. Thắng thì thắng thắng đùm nha cả nhà, thắng đùm chứ không có thắng đĩa ha. Rồi. Xin chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà đến kênh YouTube Võ Thanh Hiền TV của mình nha. Thì hôm nay mình đến cửa hàng SYM Thu Vân cả nhà. Thì địa chỉ cửa hàng là số 18 đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Thì đây là đường Trần Hưng Đạo, ngã tư Trần Hưng Đạo với Hồ Xuân Hương ha. Rồi, hôm nay mình đến quay cái dòng SYM Elegant cả nhà. Xe 50 ha. Xe 50 chính hãng của Đài Loan. Đây, đây là em nói đây. Thì hôm nay mình review cái dòng xe 50 để cả nhà mình cùng xem ha, cùng tham khảo nha. Thì xe 50 của Đài Loan đây cả nhà. Xin mời cả nhà cùng theo mình vào mình quay một vòng em nói nha. Quay một vòng em nói xem em nói như thế nào. Đó. Đây. Thì chiếc Elegant này phối cái màu rất là đẹp nha cả nhà. Màu này còn gọi là màu đỏ đen ha, hay là đen đỏ là cũng nói nha cả nhà. Đó, xe rất là đẹp. Xe bánh mâm rất là cứng cáp ha. Đó. Đây, em nói đây. Thì một chút mình sẽ báo cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đó, em nó có cái bánh mâm nè cả nhà. Bánh mâm rất là cứng. Thì mình quay một vòng rồi một chút mình sẽ vào và mình chia sẻ nha, chia sẻ cái từ chi tiết em nói như thế nào và cái giá nó ra làm sao ha. Đó. Rồi. Đây, rồi, trước mắt là mình vô chi tiết ha. Thì đèn em nói là đèn halogen ha cả nhà. Halogen đèn nhanh của halogen ha, đèn chính của halogen. Đây, thương hiệu là SYM. SYM là xe của Đài Loan ha, xe của Đài Loan. Thì cái thương hiệu SYM này cả nhà cũng biết xưa giờ nó cũng rất là bền bỉ chắc chắn ha. Thì hôm nay mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Đó, mình giờ mình vô bánh trước đi. Cái bánh trước của chiếc SYM 50 nè. Thì có mâm mâm kép nha, mâm kép 5 cây. Rất là cứng cáp ha, rất là cứng cáp. Nè, phụt. Đó, phụt em nói đây. Rồi, thì mình xin nhắc lại xe này xe 50 nha cả nhà. Xe 50 Elegant. Thì Elegant này á, ngày xưa nó có cái phiên bản 100 luôn nha cả nhà. Phiên bản 100 ha, cũng tựa tựa vậy nè. Đó. Còn cái phiên bản này là phiên bản 50, 50 phần khối để cho các anh chị em mình hay là các em học sinh đi học không cần bằng lái ha, không cần bằng lái mình chạy rất là dễ dàng. Đó. Thì cả nhà thấy hình dáng em nó như thế nào? Mình thấy rất là đẹp nha, chiếc Elegant nó đẹp. Thứ nhất là cái nó bánh mâm nè, bánh mâm nhìn nó cứng cáp lắm. Rồi mình vô cái mặt đồng hồ nha, mặt đồng hồ thì em nó 4 số nha cả nhà. 1, 2, 3, 4 ha. Đó. Ok. Dạ. Ờ. Thì chiếc Elegant này thì cả nhà cũng biết rồi. Máy của Đài Loan, xe của Đài Loan. Đây, cái lốc máy nó thì y vậy ha. Nè, đóng chữ Taiwan. Đó. Taiwan thì của Đài Loan. Thì xe Đài Loan thì cả nhà cũng biết rồi ha. Đó, Đài Loan thì đồ nó chất nha cả nhà. Nó chất lắm. Thì cả nhà tại vì mình cũng có xài rồi. Ngày xưa mình hay mình chạy chiếc kim á, mình hay thay đồ của Đài Loan vô á, nó cũng chất lượng dữ lắm. Đó, như mấy cặp phuộc đâu nè. Xe Đài Loan thì mấy cặp phuộc nó cũng chất lượng lắm, nó cũng tương đối lắm nha cả nhà. Đó. Thì xe này xe 50 ha, xe 50. Nó cả nhà thấy bánh bánh cầm, ô bánh mâm rất là chắc chắn ha, không có cần mà rửa, thí dụ như mình đi đường trời mưa trơn trượt thì bánh mâm mình để 2-3 ngày mình rửa cũng được ha. Đó, đây là cái chân nè, cái chân của chiếc SYM nè ha. Đây là phuộc, phuộc cái màu rất là chắc chắn ha. Rồi thì xúc mình sẽ dỡ cái cốp luôn, thì mình review từ chi tiết cho cả nhà để cả nhà
cả nhà xem ha. Chiếc ớt của em này đèn đuôi thì vẫn là halogen ha, halogen hết toàn bộ đó. Thì bô em nó nè, bô nổ rất là ấm nha cả nhà, bô rất là ấm đó. Nhà thấy bánh mầm ha, thì xe chưa câu bình, phải câu bình mình nổ máy cho cả nhà xem nghe tiếng máy em nói thế nào. Thắng đạp rất là im ha đó. Thì xe chính hãng người ta kỹ đó nha, mấy cái giò thắng người ta cũng bao bọc lại hết ha đó, bao bọc lại hết. Rồi tới cái cần số nè, cần số cũng bọc lại ha, mình cũng để y chang luôn cả nhà, để cho cả nhà biết một chiếc xe chính hãng họ làm những cái gì ha, đồ của nó ra làm sao ha. Chữ Elegant mạ brom, mạ brom cũng dán lại luôn nhé nghe ha. Mấy cái miếng inox này á thì xe dán lại hết, sợ nó chạy á. Thì inox này chạy á, mình cũng khó mà làm lại lắm cả nhà. Ví dụ nước sơn chạy thì mình còn tút bát lại được ha đó. Còn cái này là cũng sợ chạy, cũng sợ xét nè ha đó. Thì chiếc Elegant này á thì có nút đề luôn nha cả nhà, nút đề màu vàng ha đó. Nút tắt mở đèn nè đó, thì đèn halogen rất là sáng, đặc biệt là đèn halogen đi trời mưa ngon lắm cả nhà, ánh đèn nó sáng rực rỡ. Còn đi sương mù cũng vậy ha, rất là tốt. À, đây kèn nè, nhan nè, mấy cái nút này mình bóp nghe rất nghe sướng lắm. Thì cả nhà biết xe Đài Loan thì nó cũng tương đối lắm cả nhà, nó chỉ thua xe Nhật chút xíu thôi, cho nó cũng nếu mà cả nhà chạy kỹ nó cũng không có thua xe Nhật ha. Đó. Tại vì được Đài Loan họ làm xe, họ làm chip này kia đồ rất là ngon, nên cả nhà cũng yên tâm xe Đài Loan ha. Thì tầm một chiếc xe mà khoảng mười mấy triệu thì cả nhà mua xe Đài Loan nó ngon hơn xe của The Test ha, xe The Test của Hàn Quốc đó. Mình thấy đồ đạc cứng cáp quá nè, thì mình quay mình chia sẻ cái đầu bò cho cả nhà xem. Đây cái đầu bò này là 50 luôn nha cả nhà, xe 50 nha. Bánh ốc đầu bò ha, rất là chắc nha đó. Rồi thì mình qua mía bên đây, qua mía đây cho cả nhà xem có cái đầu bò bên đây nữa. Thì mình review xe là mình quay kỹ càng cho cả nhà, để cả nhà mình cùng xem ha, nó bên trong đầu bò em nó nè. Rồi mình xin vô cái cốp là bên cái lốc, bên cái lốc máy nè cả nhà, cái lốc máy nè cả nhà, thấy cái chữ đóng chữ Taiwan ha, Taiwan đó. Taiwan là thương hiệu của Đài Loan. Ít quay em là cũng nó đó nha. Rồi thì mình xin dỡ cái cấp yên để cả nhà mình cùng xem ha. Yên em đó. Thì trong cấp yên thì có cái bình cả nhà, có cái cốp rất là rộng nè, cũng vừa thôi chứ không rộng, để áo mưa những vật dụng nhỏ nhỏ thôi ha. Đó đây một cái bình ha, một cái bình ắc quy, một cái bình ắc quy. Đây là chìa khóa nè, chìa khóa những cái vật dụng nè, chừng trống luôn nè, bỏ ở đây luôn đó. Rồi bình xăng, thì đây là bình xăng nè cả nhà, bình xăng, cái nắp bình xăng thì màu đen ha đó, cái nắp bình xăng này màu đen vậy nè đó, rất là nhỏ nhỏ xinh xinh. Thì ở đây là hai cái móc nè cả nhà, thì cái móc này để mình móc nón bảo hiểm nè ha đó, móc nón bảo hiểm. Xe Đài Loan thì có hai cái móc rất là ngộ ha, nó không giống như xe Nhật, xe Nhật ha, đúng rồi đó, hai cái móc làm dẹp mà nó cong lên rất là tiện luôn. Rồi thì đây là cái mở yên nha cả nhà, chìa khóa mở yên nằm đây đó. Thì hồi nãy mình mở rồi nên mình không có đút chìa khóa vô đó. Rồi thì xe này các em học sinh 50, các em học sinh chạy rất là ok nha cả nhà. Nên cả nhà nếu mà nghiên cứu chiếc xe Elegant phiên bản này rất là tốt. Thì phiên bản này nó có hai phiên bản nha, nó phiên bản, một phiên bản là bánh câm, một phiên bản là bánh mâm đó. Phiên bản bánh mâm này thì em nó có giá, cái giá này cũng tùy theo thời điểm nha, cũng dao động nhẹ nha cả nhà. Thì mình báo thì cả nhà cũng biết rồi, tùy theo thời điểm thì khi lên xuống bất chợt ha, thì mình báo cái giá này thì cũng sát lắm rồi ha. Đó thì phiên bản bánh mâm này á
thì em nó 19 triệu 19 triệu 500 nha cả nhà, 19 triệu 500 cho một em Elegant bánh mâm ha. Phiên bản 50cc không cần bằng lái ha, rất là tuyệt vời. Rồi thì video mình làm tới đây mình xin kết thúc nha cả nhà, cảm ơn cả nhà đã xem video mình ha, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau ha. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye. À quên đấy, cả nhà nếu mà yêu mến kênh mình á, hãy cho mình xin một like ha và một cái đăng ký kênh. Nếu video hữu ích thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem để cùng biết ha cái giá của em nó như thế nào. Rồi bye bye cả nhà nha, bye bye.